Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Ba Giây TV. Lời đầu tiên, Ba Giây xin kính chúc tất cả quý vị và các bạn lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng. Và trước khi đi vào nội dung chính thì Ba Giây cũng xin kính mời tất cả quý vị và các bạn lần đầu tiên đến với kênh Ba Giây cũng đừng quên đăng ký kênh và bấm quả chuông thông báo, tiện tay quý vị bấm cho Ba Giây nút like để cho video này lan tỏa. Và Ba Giây cũng xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Kính thưa quý vị và các bạn, cũng liên quan đến hành vi xấu của ngôi sao cây Hàm Phỏng, thì Ba Giây cũng trích dẫn một lời chia sẻ của cư dân mạng. Những cái chiếc thùng rỗng thường hay kêu toa, cũng giống như là những cái người thật ra là chẳng làm được gì, chẳng có cái sức ảnh hưởng gì. Hãy nói đúng hơn là cái khả năng của họ chẳng thể làm gì được ai. Mà suốt ngày thì cứ thích dùng lời hăm dọa, nào là lập di bàn, nào là tố cáo cá nhân, tập thể đã có hành vi vu khống sỉ nhục nhằm triệt hạ danh dự của bản thân họ. Nói tới đây thì chắc chắn quý vị và các bạn đã liên tưởng ngay tới ngôi sao cây Hàm Phỏng. Ở cái thời buổi hiện đại, cái thời buổi văn hóa 4.0 này thì nhắc tới cái từ hăm dọa thì không ai sợ đâu quý vị. Chỉ có người thật, việc thật, đụng là chạm, cảm là xúc, đó là lời của chị hai. Mỗi cá nhân đều có quyền tự do ngôn luận riêng, thích và thấy cái việc đó là đúng thì họ sẽ tung hô, ủng hộ. Còn bằng ngược lại thì họ sẽ tẩy chay, quyết loại bỏ cái xấu xa khỏi nền văn hóa xã hội này. Như vậy thì thử hỏi cộng đồng thì họ sai ở đâu? Và họ có cái gì mà phải sợ? Chỉ có một cái luồng cá thể đi ngược lại thuần phong mỹ tục, đạo đức, nhân cách của con người, sống tham lam, ích kỷ, thủ đoạn, mưu mô, họ mới sợ đối đầu với hàm dọa pháp lý mà thôi. Ví dụ như thế này, chúng ta không làm gì sai, bản thân trong sạch thì sẽ dõng dạc nghiêng ngang đối với mọi người rằng tôi làm đúng, tôi không sai. Và những cái gì kèm theo lời nói là cái sự minh bạch đúng nghĩa. Còn khi mà cái bản thân một người đã sai đó thì ngay cả cái hành động ngẩng cao đầu nhìn thẳng dư luận còn không dám. Nói gì là tới phát ngôn là tôi không sai một cách đầy tự tin dõng dạc. Cho nên để mà nói mà người khôn khéo đừng đuối lý rồi dùng lý cùng để mà cãi cùng. Đừng đuối lý dùng cách hăm dọa như vậy thì càng làm cho cộng đồng mạng càng thấy buồn thêm mà thôi. Chứ thật ra chẳng ai sợ khi mà họ nhận được những cái lời hăm dọa từ những cái người mà thùng rỗng kêu to. Vừa rồi là cũng là chia sẻ của cư dân mạng. Thông qua lời bình phẩm đó thì chúng ta có thể thấy toàn bộ cá tính và cái sự nhơ nhuốc của cô ca sĩ ngồi sau cây Hàm Phỏng trong cái buổi họp báo. Kính thưa quý vị và các bạn, nữ ca sĩ tao họ gì kệ mẹ tao, giờ chắc phải là vừa trốn ở trong hang khi mà sóng to gió lớn đã bắt đầu ập vào cuộc đời của cô ta. Sự nghiệp dường như là không còn tí hy vọng nào, tương lai thì mờ mịt, trong khi đó thì còn đang vướng vào những cái vụ kiện về dân sự lẫn hình sự. Và những ngày gần đây kể từ khi cái hành động lấy lịch phát sóng game show của HTV7 ra để mà thách thức khán giả, thì bất ngờ cái quả bom nghiệp báo nó đã bắt đầu được kích hoạt. Hàng loạt những cái hàng sóng chỉ trích như là một cái cơn sóng thần đã trùm kín lên cái cuộc sống của cô ca sĩ này. Xấu hổ, tủi nhục, bế tắc rất có thể là cảm xúc của cô ca sĩ này khi hiện tại hàng loạt cái tờ báo chính thống có, lá cải có, đua nhau đăng tải những cái thông tin tẩy chay cô ta. Kính thưa quý vị, theo dòng thời gian, ngày 21 tháng 5, cái phát súng đầu tiên của drama gia đình của cố nghệ sĩ nổ ra, đánh dấu thời điểm là tức nước dở bờ. Con gái của cố nghệ sĩ đã dùng dậy để chiến đấu để giành lại vị trí thật sự của mình ở trong ngôi nhà của cha mình để lại và giành lại cái quyền và nghĩa vụ làm con của mình từ tay của cô ca sĩ ngôi sao cây Hàm Phỏng. Kể từ ngày hôm đó, chính thức là nữ ca sĩ này đã được cộng đồng mạng phong ấn với những hành vi vô cùng đáng lên án.
cô ca sĩ này bắt đầu trốn kỹ ở trong hang để chờ ngày thích hợp để mà trở mình. Trưa ngày 6 tây tháng 6 thì hình ảnh mẹ con của bà Sáu và cô ca sĩ này bị nhốt ở ngoài đường khi mà dân tình vô cùng hả hê. Khi con gái của cô nghệ sĩ chính thức thay toàn bộ ổ khóa của cửa nhà thì mẹ con của bà Sáu đã bị mời ra khỏi căn nhà tự đường. Chính thức ước mơ tranh giành tạm khép lại. Ngày 7 tháng 6 thì cộng đồng mạng lại chấn động một lần nữa khi mà Tòa án Nhân dân ở quận đã thụ lý đơn tranh chấp tài sản của bà Sáu tự đường. Và người được hưởng lợi phần nhiều là con gái của bà Sáu, 1/2 căn nhà ở trên đường. Ngày 12 tháng 6 thì cô ca sĩ này bất ngờ trở lại trên mạng xã hội với cái diện mạo là tiều tụy. Nhưng mà khẩu ngôn của cô ta thì vẫn rất là mạnh mẽ khi tuyên bố là sẽ họp báo nói rõ mọi chuyện và kiện hàng loạt các cái YouTuber ra tòa vì tội 331. Ngày 16 tháng 6, ngôi sao kê học phỏng chính thức họp báo, và từ cái ngày họp báo này thì cô ta cũng chính thức là bước thêm một cái bước nữa vào cửa tử khi đã tự triệt hạ luôn danh dự của mình và mẹ của cô ta. Một cái hành động nối láo truyền thông vô cùng dày dạn, chính tỏ là ngôi sao kê hồng phỏng này là người ăn không nói có và ném đá dấu tay một cách chuyên nghiệp. Sau buổi họp báo, hàng loạt bằng chứng chứng minh cô ta nói dối đã được cộng đồng mạng và phía con gái của cô nghệ sĩ đăng tải lên mạng xã hội. Ngôi sao kê hồng phỏng đã chính thức nhận làn sóng tẩy chay vô cùng mạnh mẽ từ khán giả. Có thể thấy rõ là cô ca sĩ này đã vấp phải hai sai lầm quá lớn khi ấy. Một là hứa là minh bạch mọi thứ ở trong họp báo, nhưng mà rồi cái buổi họp báo đó thì toàn là nói những cái gì, toàn là nói láo khán giả. Thứ hai là quá bất hiếu khi nói xấu mẹ mình ở trên truyền thông không chớp mắt. Ngày 18 tháng 6 thì con gái của cố nghệ sĩ chính thức đáp trả lại mọi sự việc bằng một cái buổi họp báo với những người anh em họ võ. Ngôi sao kê hồng phỏng một lần nữa đã thua thê thảm bởi cái lòng tham quá thể. Và rồi sau hai buổi họp báo đó thì cô ca sĩ này dường như là tả tơi, sự nghiệp thì te tua, tương lai thì tối tăm. Nhìn cái tương lai của cô ca sĩ này nó đen, đen như là cái tiền đồ của chị giàu, phải nói là thua thê thảm, thất bại te tua tơi tả, không còn đường nào để mà cứu nữa. Và hai cái đại nạn gần đây nhất đặt cái dấu chấm hết cho một cái nữ ca sĩ. Vì cô ta mà lần lượt hai nhà đài truyền hình Vĩnh Long và HTV7 đã nhận hàng tá gạch đá sau một cái thời gian dài chống cự. Thì hai cái nhà đài này cũng phải lên tiếng là bye bye ngôi sao kê này. Xóa toàn bộ những cái gì liên quan đến cô ca sĩ này. Nhất là những cái việc cá nhân thì tuyệt đối không còn tồn tại. Triệt hạ toàn bộ, xóa sạch sẽ. Còn đâu là cái danh hiệu cháu gái của cố nghệ sĩ. Có một cái điều thú vị mà bà Giai muốn chia sẻ lại, đó là bài viết của cô ta là cô ta nói là quả báo thường đến chậm cho nên người ta cố ý xem thường. Nhưng mà luật nhân quả thì không bỏ sót một ai. Cái câu nói này cứ ngỡ là cái cô ca sĩ này để cà khịa là con gái của cố nghệ sĩ và anh em nhà họ võ sau cái buổi họp báo, nhưng mà không ngờ đây là một cái sự tiên tri chính xác 100% cho cái tương lai của cô ca sĩ này. Liên tiếp hàng loạt các tờ báo chính thống có, lá cải có đã đua nhau đăng tải thông tin tẩy chay cô ta và tận cùng của nỗi đau, khơi mào sự tủi nhục của cô ta, đó là cái bài báo gọi thẳng tên là mẹ con của ta từ phía báo Công an Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Bộ Công an. Rồi cũng mới đây thôi quý vị, thông tin là mẹ con của bà Sáu tự đường được công an mời lên làm việc để làm rõ các cái khoản tiền có liên quan tới lực lượng dân quân ở trong đám tang của cố nghệ sĩ. Cậu Sử đã tiết lộ rằng phía công an không lấy một đồng nào cả, nhưng mà cô ca sĩ này đã liệt kê công khai là đã chi cho dân quân là một số tiền kha khá. Vừa bị tẩy chay hàng loạt cộng với cái việc là được cơ quan chức năng triệu tập làm việc thì cô ca sĩ này chính thức rơi vào một cái hố đen. Xem qua những cái thông tin mà các cái báo chí đã đăng tải đó thì vừa thương vừa buồn. Thương là thương cho con gái của cố nghệ sĩ bấy lâu nay cực khổ, chịu đựng bao nhiêu ấm ức. Buồn vì cố nghệ sĩ đã nhìn nhầm mẹ con của cô ta.
Cô ca sĩ này chắc chắn phải tìm mọi cách để quậy đục nước truyền thông cũng được, miễn là đừng ai nhắc tới sao kê là được. Bởi sao kê một cái là kê ra phải nói là một đống. Nếu mà cô ca sĩ này làm đúng, biết vị trí của mình, không trỗi dậy lòng tham, thì với cái danh là cháu gái của cố nghệ sĩ, cô có thể là phát triển xa hơn nữa, không kém gì Bình Tinh, Vũ Luân, và nhận được cái sự yêu thương tương tự cũng như là con gái cố nghệ sĩ. Vì bản thân của cô là cũng một miếng da của cậu Năm. Tuy nhiên vì tiền tài trước mắt đã đánh mất lương tri, kết quả hiện tại thì cô đã mất tất cả. Sau khi lãnh bản án cấm sóng của hai đài truyền hình lớn nhất ở khu vực miền Nam là truyền hình Vĩnh Long, HTV, bản thân của cô ta cũng đã ý thức được cái sự nghiệp ca hát của cô đã chấm dứt. Đi vào ngõ cùng, không có thể nào là lấy lại. Trả lời trên báo chí thì cô đã cho biết, cô đang phải là chống chọi với cái chuỗi ngày khó khăn. Cả gia đình của cô gồm có mẹ, chồng và con gái 5 tuổi, hiện là phải ở nhà thuê chật vật để mà ổn định cuộc sống. Sự nỗ lực của nghề ca hát của tôi bấy lâu coi như là tiêu tan. Tôi chỉ buộc cho mẹ và con gái thì phải chứng kiến cái giai đoạn tồi tệ này. Tôi đang cố gắng để mà trấn an mình, nhưng mà đôi lúc thì không biết có thế nào và không biết dựa vào đâu. Tôi cứ quơ quào bám trụ, tin rằng là một số ít khán giả còn lại vẫn tin mình để mà từng bước gượng dậy. Cô đã nói như thế. Tuy cập nhật hoàn cảnh hiện tại rất là thê lương, khốn khó, nhưng mà khi mà nhìn lại những cái drama tai tiếng do cô ta gây ra, cô ta vẫn không đề được cái tôi, ý thức của bản thân sai ở điểm nào khi cô đã đảm nhận cái vai trò là chủ thầu ở trong một cái đám tang tai tiếng, hầu biến cái chết của cậu thành show diễn dài ngày để mà kiếm tiền cát xê. Ngoan cố cứng đầu ương bướng đã khiến cho khán giả tức giận, đã tước đi cái cần câu cơm cuối cùng của cựu ca sĩ đây. Hiện tại cô ta đang sở hữu một cái kênh YouTube với hơn là 171.000 người đăng ký. Nếu mà không thể quay lại cái con đường hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp thì cô ta vẫn có thể là tận dụng cái công cụ này trở thành một cái YouTuber tự do hoặc là bán hàng online để mà kiếm sống. Tuy nhiên, hiện rất nhiều người từ mạng xã hội đã tràn vào cái kênh YouTube của cô ta, đã báo cáo lên YouTube. Cái hành động này có thể là khiến cái kênh YouTube của cô ta bay màu. Cô ca sĩ này có thể là mất trắng công cụ kiếm tiền cuối cùng để mà nuôi thân và gia đình. Có thể thấy là mỗi lần cô họp báo hay là trả lời truyền thông thì cái làn sóng tẩy chay nghệ sĩ này đang trở nên gay gắt. Ban đầu thì những cái hội nhóm tẩy chay nhỏ, sau đó thì tăng lên hàng ngàn thành viên. Lúc đầu thì chỉ là những cái hashtag tẩy chay ở trên mạng xã hội, sau đó thì nâng cấp lên thành tẩy chay ở trên sóng truyền hình. Và đến giờ là muốn đánh sập luôn kể cả kênh YouTube. Càng ngoan cố, càng cứng đầu bao nhiêu thì cái tỷ lệ thuận với cái cơn tức giận của khán giả hiện không rõ. Trong cái show diễn đám tang kia, cô ta đã nhận được bao nhiêu tiền cát xê. Nhưng mà vì cái số tiền cát xê nhất thời đó mà cô phải trả một cái giá như hiện tại thì nó phải nói là quá đắt quý vị ạ. Và bây giờ bà Giai xin tạm dừng video ở đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.